Xin chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Double TV của mình. Và hôm nay là một tối mà mình lại không phải đi làm, cho nên là mình muốn xem một số con chim cũng như là gà qué của mình nó sẽ đi ngủ như thế nào mọi người nhá. Đây, nó sẽ đi ngủ như thế nào. Và hôm nay thì trời cực kỳ rét luôn. Hôm nay gió rét tăng cường tại Hà Nội, cho nên là thời tiết đang khá là lạnh. Để xem những cái chú chim nhà mình nó ngủ như thế nào thì trước tiên là mình sẽ xem cái đôi chà bà bông này đã. Cái đôi chà bà bông long này nhà mình thì mình bắt được ở cây cao nhà mình nhá. Đấy, cây cao cao nhà mình. Thì đây là một đôi ở trong một tổ. Chúng cũng chơi với nhau khá là thân nhưng mà mình cũng không biết là con nào đực con nào cái cả. Đấy, chà bà bông long này mình cũng không rõ lắm. Vì lần trước là nhà mình thả trong cái avito nên nó đã đuổi đánh các cái loại chim khác mọi người nhá. Nó đánh chà mào rất là ghê. Nó đánh chà mào mũ đấy mọi người ạ. Cho nên là nhà mình đã phải tách chúng ra đây. Thì hai con này ở đây cũng rất là vui. Đấy, thì thôi mình sẽ tắt đèn đi cho nó ngủ. Và mình sẽ đi ra những cái chuồng avi khác nhá. Avi khác cho mọi người xem. Đấy, bây giờ là 9 giờ 15. Thì đối với cái avi nhà mình, tất cả những cái avi này thì nhà mình đều không đậy hoặc là che gì cả. Tất cả đều là tự nhiên hết nhá mọi người nhá. Cách khắc phục để cho chúng đỡ lạnh hơn là mình thiết kế những cái mái như thế này. À, những cái mái vát như thế này để chúng đậu ở trên nha mọi người nhá, nhằm chắn gió cũng như là che nắng che mưa nó tốt hơn. Đấy, tuy cái mái trông thế thôi mọi người ạ, nó rất là kín đấy. Con chim nó sẽ ấm hơn rất là nhiều khi mà anh em thiết kế cái avi của mình nó mái bằng. Đây là con khiếu mun nhà mình này. Đấy, sang đến bên này là con cưỡng, con chim cà cưỡng. Đấy, nhà mình 100% là cho chúng những cái mái như thế này. Thì đa phần chim nó sẽ ngủ trên này mọi người nhá. Gần như là 100% luôn là chim nó sẽ khôn, nó sẽ đậu lên trên đấy. Chứ không bao giờ nó đứng ở dưới đâu mọi người ạ. Nó đứng ở dưới vừa mất an toàn lại vừa lấy lạnh nữa. Đây này, mình cho mọi người thấy nhá. Cái đôi chòe than nhà mình này. Đó. Nó ngủ trên cái chỗ khu vực này thì lại quá an toàn rồi. Quá là an toàn nhá. Vừa kín gió lại vừa ấm. Mà cái tổ lại gần đấy luôn. Đây mọi người nhìn trời này. Nó không phải màu đen nữa mà là màu đỏ đỏ hồng hồng. Đấy thì cái đôi này nhà mình đấy, nó cũng không phải ngủ cùng nhau luôn mọi người nhá. Rõ ràng là chim đã ghép cặp và đã sinh sản rất là nhiều mùa rồi, nhưng mà nó cũng không ngủ cùng nhau. Nhiều anh em cứ thắc mắc là chim mà nó không ngủ cùng nhau thì có làm sao không. Thế là chuyện bình thường mọi người ạ. Đấy là chuyện bình thường thôi. Cái quan trọng là buổi sáng mọi người để ý nó như nào. Đấy, mọi người quan sát chúng như thế nào nha mọi người nhá. Chỉ cần buổi sáng chúng quấn quýt với nhau và quan tâm tình cảm với nhau là ok, là mọi người đã thành công rồi. Đấy, tất cả những cái chuồng nhà mình đều thiết kế những cái mái vát này rất là ấm và tiện. Chim nó cũng khôn, nó cũng đậu hết ở trên trên đó mọi người ạ. Buổi tối lạnh nhà mình cũng soi qua cho mọi người thôi. Tránh cái trường hợp là bị nó cũng hoảng mọi người nhá. Tránh trường hợp là nó hoảng nó cũng sợ. Và buổi tối này mà nó bay ra chỗ khác thì nó khó mà bay vào được cái chỗ trên mái này. Vì buổi tối là gần như là chim là điểm mù luôn. Nó không nhìn thấy gì đâu. Cho nên là mình cũng soi qua qua nhanh nhanh thôi để cho chúng nghỉ mọi người nhá. Đấy, thời tiết này mà lạnh nhài mà chúng mà ngủ ở dưới thì thôi rồi. Sáng mai đừng hỏi tại sao là lại dù với yếu. Đấy, sang đến bên này là cái đôi khiếu bạc má nhà mình. Đấy, đôi này thì lại rất là tình cảm này. Đôi này nó ngủ cùng nhau. Buổi sáng mình thấy chúng rỉa lông nhau rất là nhiều. Đấy. Cái đôi này thì nó lại rất là lành và hiền nữa. Cái dòng khiếu này nó lại rất là nhàn mọi người nhá. Nuôi rất là nhàn. Mình nuôi gần như là chỉ cho ăn cám không thôi. Chứ không gần như là không có mồi gì cả. Thỉnh thoảng mình ra ngoài vườn mình đào được con giun hoặc là mình có con gián thì mình cho chúng. Cái dòng khiếu này thì nó lại rất ăn tạp. Đấy, giun với gián. Những cái món ăn rất là khó ăn của những cái loài chim khác như chào mào hoặc là các loài chim khác, nhưng mà khiếu này thì nó ăn rất là đơn giản, kể cả thạch thùng luôn. Đấy, đây cái đôi chào mào này nhà mình mọi người xem nhé. Đây, đôi này nhà mình ghép cặp thành công rồi, nhưng mà đây đêm cũng không ngủ cùng nhau. Không biết là năm đầu tiên này có sản xuất cho mình được đôi nào không. Đấy, mình còn chưa thiết kế ổ luôn cơ. Để gần đến qua Tết là mình sẽ thiết kế cho chúng một cái ổ.
Đây, cá nhà mình cái bể này còn chết hết rồi mọi người này. Không còn một con nào luôn. Mình nhớ đây là còn đôi cá. Cá gì nhỉ? Cá gì mình cũng không nhớ. Đây này, cái con đỏ đỏ này này. Đấy. Mình thì hay gọi nó là cá chuồn, nhưng mà mọi người hay gọi là cá gì ấy mình cũng không nhớ. Tại vì hồi bé mình nuôi cá này cũng khá là nhiều nhá. Mình nuôi khá là nhiều. Lớn lên thì lại bận gà qué chim chóc nhiều hơn. Ở chỗ này thì lại có con quế lâm này. Bên kia hình như là trào mào hay sao ấy. Đấy, thì cái dây này của mình là nó ở ngoài trời mọi người nhá. Chúng lại không đấu ở trong này. Cái tổ này nhà mình này, cái tổ nhà mình này thì đã có con mấy con gi nó ngủ, mấy con chim gi. Đấy, bốn con nó ngủ trong này luôn. Còn cái tổ bên kia to như thế này không có nào. Đấy, nó cũng biết chọn lựa phết mọi người ạ. Còn ở trong những cái hộp cây này thì đây, mình nhìn qua có một con ngũ sắc này. Đây là ngũ sắc. Còn vài ba con chim khuyên ở cái cành nhánh này. Mọi người nhìn cũng hơi khó. Đấy, cành nhánh này này. Nói chung là chúng sẽ ngủ ở những cây tán mà nó kín nhá mọi người nhá. Mà khó nhận biết. Cái con nhông rào mà đợt trước mình thả lên này thì khả năng là ngay hôm sau đấy mình cũng không nhìn thấy rồi. Chắc là ở phía bên trong này nó bị chim nó hành nhiều quá cho nên là nó phải phi ra ngoài mọi người nhá. Nó lách ra ngoài. Đấy, đây gà nhà mình cũng ngủ đây hết, chưa ngủ bồ mọi người nhá. Nhà mình tuyệt đối là không tắt bóng đèn và không ngủ bồ. Nói chung nhà mình nuôi cũng đơn giản thôi, không kỳ công như anh em có bóng đèn này, có bồ này. Đấy. Nhà mình thì chỉ ngủ ngoài này thôi. Chưa đến mức độ phải ngủ trong bồ. À đây là con chòe mọi người ạ. Con chòe. Con chòe mái nhà mình. Đấy, trên này không có cái mái che gì cả. Mà không biết đêm như này có sao không. Mình cũng thấy nguy hiểm. Đối với những cái dòng chòe này cũng rất hay bị trúng gió mọi người nhá. Rất hay bị trúng gió. Đấy, đây là cái đôi sáo nhà mình. Mọi người thấy chúng chọn vị trí khôn không? Tất cả đều chọn lên những cái chỗ mái cao này, kín đáo. Đó. Đây con chòe nhà mình. Chòe đực này. Còn cái Avito này nhà mình ấy, bởi vì sao mà nó lại không ngủ ở trong những cái cây, tại vì ở trong cây thực sự là quá nhiều loại chim rồi mọi người ạ. Quá nhiều rồi. Cho nên là chúng không còn chỗ nào mà chúng ở nữa. Chúng đành phải là ngủ những cái dây đấy. Cũng rất là nguy hiểm. Đây là cái đường ra ngoài vườn quen thuộc nhà mình nhá. Đấy, mọi người xem video nhiều mọi người cũng biết rồi. Mình bật cái đèn lên cho sáng sủa tí. Đấy, nhà mình cũng mới lắp cái đèn ở đây. Cho mọi người xem cái mấy con gà tre Bắc Tít nhà mình. Đợt này lớn rất là nhanh. Từ khi mà mình chuyển chúng ra ngoài này thì mình nhàn hơn bao nhiêu mọi người ạ. Rất là nhàn nha mọi người nhá. Mình không phải bắt ra bắt vào nữa. Đấy. Thức ăn ở kia rồi, có sẵn rồi. Đèn này thì buổi tối từ 8 giờ mình mới bật thôi. Còn đâu mà cả ngày ấy mình không phải bật mọi người nhá. Tại vì mình đã có cái lớp nhựa ngoài này rồi này. Đấy, lớp nhựa ngoài này rồi thì yên tâm. Ấm tuyệt đối luôn. Mình vừa nãy mình cũng không dám mở ra tại vì sợ lạnh mọi người ạ. Hôm nay cực kỳ gió luôn. Mọi người cũng ở trong này mọi người không cảm nhận được nhưng mà ở ngoài thực sự là rất gió. Ô, có con chép vàng mọi người này. Con cá chép vàng nó bơi vào cầu này. Đấy. Ở cầu ao này nhà mình ở trước cũng rất là nhiều cá. Còn có rắn luôn cơ. Còn rất là nhiều hôm có rắn rắn nước ăn cá. Cái bể cá này nhà mình đục quá. Ở trong này còn có một số con cá. Mình cũng chả biết cá gì. Bố mình thả vào đây. Đấy. Cá cảnh thì cũng rất là ít rồi. Mùa đông chúng cũng chết dần mọi người nhá. Chết dần. Riêng về nuôi cá này thì mùa đông rất là nhiều bệnh tật. Cộng với cả thời tiết rét. Thường là chúng sẽ không sống sót được đâu mọi người nhá. Đấy, mình nuôi từ xưa đến giờ thì chỉ có đúng cái dòng cá kiếm ấy là chúng rất là khỏe. Đây mình cho mọi người xem cái bể cá thủy sinh mình mới làm hôm lọ nhá. Đấy, mình mới mua mấy con bảy màu. Chưa chết con nào mọi người ạ, chưa chết con nào cả. Đấy.
Nói chung là mình mới tập làm thôi. Đấy, chưa có kinh nghiệm gì cả. Nhìn bọn cá này cũng khá là vui. Còn mấy con cá của mình thì nó lại ở trong sâu trong kia cơ. Nó lại ở trong cái đống rong rêu cây thủy sinh kia. Cá bảy màu này thì chúng lại đi thành bầy đoàn ở ngoài này. Đấy. Cá này nó sẽ lặn xuống sâu nhá. Nó lặn xuống sâu để nó ấm hơn. Nó ấm hơn. Khi mà ngoi lên là chúng chỉ lấy oxy thôi. Chứ còn chúng sẽ phải nằm ở dưới. Vừa nãy mình chưa bật đèn ấy thì hoàn toàn tất cả những cái con cá này nó nằm ở dưới hết. Ngoài ra thì mình cũng có thả mấy con ốc vào, mọi người thấy không? Nó bám vào thành bể với cả bám ở chỗ cây thủy sinh kìa. Đấy. Cái đèn này thì thỉnh thoảng mình ngắm mình ra mình bật nó lên cho nó đẹp. Đây con cá bảy màu đực mọi người nhá. Màu nó rất là rực rỡ luôn. Đó. Con cái này đang chửa này. Đó. Chửa luôn, siêu to luôn. Không biết là có đẻ được không. Mình đang lấy lại phong độ để chơi cá như hồi xưa. Hồi xưa mình mua cũng rất là nhiều. Bảy màu này, kiếm này, hắc này. Nói chung là các dòng cá đẻ này mình nuôi rất là nhiều luôn. Sau đó một thời gian mình đã bị bỏ bẵng đi. Bỏ bẵng đi vì không có thời gian nữa. Đấy. Cái đèn này mình có thể di chuyển. Di chuyển để xem soi là chẳng hạn, hoặc là mình có thể để cái chỗ nào mình thấy nó đẹp. Đó. Mấy cái rong này nhà mình để đây, mình trồng xuống đây thì vẫn chưa thấy nó héo hay nó rụng lá gì cả nhá. Bây giờ hiện tại nó vẫn đang rất là tươi tốt. Hy vọng là nó sẽ sống. Đây này mọi người này, mình quay cho mọi người nhá. Gió rất là ác luôn. Đấy. Đấy khu vực bờ ao nhà mình đây. Hôm nay cực rét luôn. Có khi là mình sẽ xin phép mọi người nhá. Mình về mình đi đắp chăn thôi. Đấy, mai mình sẽ đi quay những cái video khác cho mọi người về gà chọi cũng như là các thứ. Đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ video của mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những cái video kế tiếp.